này ai cũng tin, người ta đến với nhau cũng không chỉ bởi tình yêu đâu. Nên nay ai cũng cố để thêm giàu sang với thêm xinh đẹp mà ước chi mình cũng xinh. Thời nay ai cũng xem và đồng tiền vui chứ đâu có xem ba chuyện tình cũ vơ. Hay lanh quanh xuống phố với ly cà phê thơm mát ai mơ màng. Để rồi ta bỗng thấy em để hình bóng đó mất nhẹ qua nắng mai. Cho dù em xấu hay xinh nhưng lòng anh vẫn yêu. Xin đừng quan tâm khen chê hay bỏ qua hết đi. Đừng lo lắng gì vì anh đã chọn cho mình chính. Buổi họp hôm nay, tôi đề nghị họp là để chúng ta nói về một vấn đề cũ, nhưng chưa bao giờ giải quyết một cách dứt điểm. Đó chính là trường hợp của em An. Gia đình của em An đã phản ánh rằng nhà trường chúng ta đang tạo điều kiện để cho em An buộc phải kết bạn với học sinh có thành phần gia đình xấu, làm ảnh hưởng đến con người và thành tích học tập của em An. Thưa thầy hiệu trưởng, như chúng ta đã thống nhất trước đây là chuyện của gia đình em Liên thì không có liên can tới em ấy. Nếu như phụ huynh người ta đã phản ánh thì chúng ta cũng nên lưu tâm. Xin lỗi cô nói như vậy thấy có quá lời không vậy? Tôi sợ rằng Liên sẽ kéo cả em An đi xuống. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải ngăn chặn cái mối hiểm họa đó. Còn thầy giám thị, thầy có ý kiến gì không? Điều này quả thật nó quá sức tưởng tượng đối với tôi. Hai em Liên và An quan hệ thế nào ở ngoài nhà trường tôi không rõ. Nhưng hai em luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi chưa thấy có một hành vi phản cảm hay quá đáng nào cả. Nhưng mà thôi được, để tôi sẽ lưu ý hai em này trong hoạt động ngoại khóa. Thầy không thể nói như vậy được. Theo tôi, cách giải quyết tốt nhất là buộc em Liên chuyển lớp ngay và luôn. Cô không thể cư xử thiếu tế nhị như vậy được. Ở độ tuổi các em rất dễ bị sang chấn tâm lý do những hành động vô lý của người lớn chúng ta gây ra. Thầy giám thị nói đúng, chúng ta không nên làm như vậy. Cô phải tìm cách xoa dịu phụ huynh của em An. Còn thầy giám thị, thầy cứ tiếp tục theo dõi các em học sinh. Nếu thấy có dấu hiệu tiêu cực, chúng ta sẽ tìm cách xử lý. Trồng cây chỉ cần 10 năm, nhưng mà trồng người cần phải tới cả 100 năm. Chỉ một hành vi sai lệch của người lớn sẽ làm hỏng các em suốt đời. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Thầy rất hy vọng các em sẽ đem vinh quang về cho trường của chúng ta. Dạ. Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia vừa là học mà chơi, chơi mà học. Ngoài ra, các em còn có cơ hội nhận học bổng du học nước ngoài. Chính vì vậy, thầy sẽ tạo mọi điều kiện để cho các em được rèn luyện thật tốt. Nhà trường sẽ kiểm tra kiến thức tổng quát của các em. Sau đó, sẽ chọn ra một em xuất sắc nhất đại diện cho trường chúng ta đi thi. Tất cả các em có quyết tâm không nào? Dạ có thưa thầy. Có thưa thầy. Tốt lắm. Thầy biết, có một số em ở đây chuẩn bị lên lớp 12 nên rất bận rộn. Nhưng đây là cơ hội tốt, không thể nào bỏ qua. Cho nên, tất cả thầy trò chúng ta phải cùng nhau quyết tâm. Các em đồng ý không? Dạ. Dạ, đồng ý. Chào cô. Em Mang là học sinh xuất sắc nhất ở trong lớp. Điểm kiểm tra chưa bao giờ dưới 8 điểm rưỡi, mà bây giờ lại có con số 7 này nè. Đúng như tôi dự đoán, thế là phụ huynh người ta cũng tới đây xài xể mình cho coi đó thầy. Mấy ngày hôm nay tôi không có thời gian để làm chuyện đó. Chắc cô cũng thừa biết là tôi đang lo cho các em cuộc thi đường lên đỉnh Olympia của đài truyền hình. Học sinh thì chỉ có học, ngoài ra là không làm một cái gì hết.
Phụ huynh của em Mang á, điện thoại nhằn tôi suốt hà. Chúng ta mà cứ tạo điều kiện để tụi nó quan hệ bạn bè như vậy á, là chúng ta đã... Thôi được rồi, chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên. Tôi còn nhiều chuyện phải lo. Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi sẽ quyết định sau. Hai. Chào anh. Em tên gì hả? Ủa, lần đầu gặp sao anh biết tên em? Anh dùng gì á? Cà phê đá. Dạ. Không đường. Dạ. Sợ trên mạng thấy tên em liền chứ gì. Dạ. Đúng ra đó là buổi kết tin thì nhà sản xuất không chịu em, nhưng do là anh tìm hiểu và anh cảm thấy là em rất thích hợp với vai này, và anh quyết định là trao đổi với em nhờ qua Thanh Tùng. Dạ. Nhưng mà từ từ rồi anh em mình sẽ làm quen với nhau ở phim trường, rồi hợp tác với nhau. Lúc đó em sẽ thấy anh là một người rất là thoải mái. Em xin lỗi anh. Em nghĩ là anh nên nói chuyện với anh Tùng, vì anh ấy là quản lý của em. Có gì anh ấy sẽ quyết định. Có cần phải vậy không? Dạ mời anh. Cảm ơn em. Em tôn trọng anh Tùng nên mới làm như vậy, anh thông cảm nha. À, em không muốn làm diễn viên sao? Đây là một cơ hội rất là hiếm có. Anh sẽ dắt tay em vào vai, đến 90% em sẽ được nhận. Em thích đóng phim và có khả năng diễn xuất mà. Dạ. Đúng không? Một lần nữa em cảm ơn anh. Nhưng em nghĩ trong cuộc đời này, càng dễ dàng thì càng nhiều cạm bẫy. Nếu như em thích, em sẽ đi casting ngày hôm đó mà không cần ai phải dẫn dắt. Em có chắc là mình nhận được vai không? Trong tình trạng này em không nhận được vai, em biết em đang bị bích lối không? Dù cho thực lực của em có tốt đến chừng nào thì anh chắc chắn là em không thể nào làm được điều đó. Nếu như bị người ta ngán đường, em biết mà, cuộc chơi không công bằng đâu. Vậy thì tại sao mình xứng đáng mà mình không nhận? Thanh Tùng là luôn luôn cậy nhờ anh, nó nói là phải chăm sóc cho em. Bây giờ anh có một kế hoạch này, bất cứ việc nhỏ nào em cũng phải làm cho thật tốt. Chỉ cần em làm sai một chút thôi là ảnh hưởng tới nem của anh. Nghe lời anh, em sẽ có vai. Ngày hôm đó em sẽ dẫn tới casting. Mặc dù được anh ưu ái, nhưng em vẫn muốn chứng tỏ thực lực của mình. Mỹ ơi. Mỹ, Mỹ. Em nghe rồi. Ủa, có chuyện gì mà gọi gấp vậy? Chị Quyên với lại anh Johnny đi rồi. Em ở nhà có mình nè, cho nên hơi lo. Có gì đâu mà lo. Anh thấy lâu nay hắn đâu có làm phiền em nữa đâu. Có gì đâu mà sợ. Thì tại lúc nào cũng có anh bên cạnh nên hắn không có cơ hội. Lỡ như lúc không có anh, hắn mới ra tay với em thì sao? À ha, em nói cũng có lý đó. Vậy thì đề phòng vẫn tốt hơn. Mà anh nghĩ hắn đâu có dễ dàng mà biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Cũng có thể là hắn đang án binh bất động, đang âm mưu một kế hoạch khác. Cũng có thể là hắn đã tìm ra một đối tượng khác để làm phiền, nên không làm phiền em nữa. Nói chung là bây giờ chúng ta phải xem hắn có động tĩnh gì không, rồi tính tiếp. Mỹ. Dạ. Anh nói cái gì em có nghe không vậy? Làm gì mà cười hoài vậy? Em cười hồi nào? Em mới cười tức thì. Anh ăn cái gì? Em nấu nha.
nấu cho anh ăn đó hả? Cảm ơn nha. Ê, đừng có nấu mì nha. Đi làm về trễ dữ vậy? Đó là chuyện của anh. Nếu không thích á thì dọn đồ đi về đi. Muốn đuổi em hả? Còn lâu. Nếu vậy á, đừng có xen vào chuyện của người khác. Anh, em có một tin mừng muốn báo cho anh. Anh sắp gặp lại ba của anh rồi đó. Chắc là mẹ của anh sẽ cảm thấy vui lắm đây. Buông ra. What the matter with you, honey? Nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh không có hiểu. Mệt quá. Sao khó với em dữ vậy? Anh ăn gì chưa? Em đợi anh về ăn chung mà. Ăn rồi, tránh ra. Không. Tránh ra không? Không. Ê, nè. Anh đừng có thái độ với em như vậy nha. Anh ghẻ lạnh với em như vậy là sao? Lý do gì? Lý do gì? Hả? Buông ra. Không. Anh nói đi, trả lời đi. Buông ra không? Không. Em muốn phá anh tới chừng nào đi? Buông ra. Nếu anh không làm cho em tức điên lên như vậy á thì sẽ không có những chuyện này. Anh mà làm anh Toàn trước kia á thì tốt hơn rồi. Anh biết á là em có khả năng làm được những gì mà, đúng không? Em muốn anh làm gì? Em về đây không phải là để làm con bù nhìn giữ cửa. Em cần gì anh biết mà. Cái em cần anh không có cho em, nghe chưa? Nhưng lại quá dư để cho người khác, đúng không? Em biết anh có. Em sẽ chờ. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, bao lâu cũng được. Trúc. Ừ? Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì không thể yêu em. Xin lỗi vì yêu người khác hả? Đúng. Đúng, 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 đúng. Tất cả đều đúng hết. Được chưa? Đúng hả? Đúng hả? Đúng hả? Đúng hả? Đồ máu lạnh. Đồ con đứt răng. Nó có bị làm sao đâu. Bà dòm gì mà dữ vậy hả? Anh làm gì mà đánh con dữ vậy? Nó hư, hỗn láo. Tôi phải đánh. Ông bà xưa có câu, thương cho roi cho giọt. Roi giọt kiểu gì mà thằng nhỏ phải vào bệnh viện chứ? Nếu nó không hỗn láo với tôi thì tôi đã không... Lại nữa, vậy sao anh không ở nhà mà dạy dỗ nó? Nó như vậy là do ai? Không phải là do anh đi ngày đêm không ngó ngàng gì đến nó hay sao? Cô là mẹ nó, cô phải biết dạy nó chứ. Vậy nó có cha để làm kiểng thôi hả? Tôi không ở nhà là vì ai? Vì sao tôi phải ra khỏi nhà? Tại sao? Tại sao? Không phải là lỗi của tôi. Má, con xin lỗi má. Thôi, đi ra xin lỗi ba rồi mình về. Ba bận lắm, còn nhiều chuyện đang chờ ba nữa. Toàn nè, nghe lời má, đi ra xin lỗi ba đi nha. Ba còn nhiều bệnh nhân đang chờ khám lắm đó. Đi đi con, nhanh mình còn về nữa nè.
Đi mà, nghe lời má, đi ra xin lỗi ba rồi còn về nữa. Nhanh. Anh buồn ra đây. Mình về đi. Chú ơi, phòng an toàn bên này, mình đi ha. Vô phòng mổ thôi, tới giờ rồi. Đi thôi. Chú Cường à, chú đã tới đây rồi mà không chịu vô gặp làm sao? Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi thấy nó thành công như vậy là tôi mừng lắm rồi. Nhưng nghĩ lại, chuyện tôi đã đối xử với nó trong quá khứ, làm sao tôi đối diện với nó được đây chứ? Chú có nói quá không vậy? Anh Toàn mà con biết không phải là người nhỏ nhen, hằn thụ vậy đâu. Chú biết là con có ý tốt. Con làm vậy là muốn hàn gắn mối quan hệ cho hai cha con của chú. Nhưng bây giờ không phải lúc. Tại sao vậy chú? Rồi con sẽ hiểu thôi. Cứ hành động như vậy á, thì làm sao mà người khác không khi dễ mình được. Lấp ló ở đó nghe chuyện người khác. Tại sao lúc nào cũng nói xấu móc méo người khác vậy hả? Tại ai đó hành động đẹp quá mà, nên buộc tôi á phải buông những lời hay ho vậy thôi. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng mà cô đang làm gì chắc cô cũng tự biết là đúng hay sai phải không? Ý chị là sao? Tuy tôi không rõ chuyện gì, nhưng mà việc người khác không muốn làm mà cô cứ ép buộc thì cũng không hay đâu. Rõ ràng là có một mục đích khác, không biết tôi đoán đúng không? Không, đừng có ở đó mà đoán mò. À, mà dạo này cũng đẹp lên hẳn à ha. Niềng răng đúng không? Sao không tắm trắng thêm chút xíu, rồi sửa mũi cho cao thêm chút nữa. Khi yêu á, người ta cũng chịu chỉnh chu hơn về ngoại hình ha. Nhưng mà dù cho có đẹp lên cỡ nào á, mà lòng dạ xấu xa, lúc nào cũng nghĩ là người khác làm chuyện xấu như mình á, thì cũng vậy thôi. Cô nói cái gì vậy? Cái đó từ từ mà suy nghĩ. Cô, trời ơi, cái gì vậy Dân? Sao lần đầu tiên mình trở nên hèn hạ đến như vậy? Nhưng mà không phải là ảnh mù coi cả cha lẫn mẹ hay sao? Anh
anh nói em nghe điều này được không? Ừ. Tại sao anh với ba không nhìn mặt nhau? Anh không phải là trẻ mồ côi, ba của anh vẫn còn sống đúng không? Chuyện này sao em nữa? Em biết, vì hôm nay em đã gặp ba anh ở trại cá sấu. Anh sao vậy? Là Trúc đưa ông tới có đúng không? Ừ. Anh biết ngay mà. Có chuyện gì nói em nghe được không? Thôi được rồi, bây giờ em coi như là không biết chuyện gì đi. Anh sẽ giải quyết chuyện này tới nơi tới chỗ. Em nói cái gì? Em tưởng mình đang làm chuyện tốt hả? Em có bị điên không? Em thật lòng muốn hàn gắn cho hai cha con anh mà. Em bày trò rồi còn lấp liếm bằng câu dớ dẫn đó nữa hả? Tất cả chuyện gì em làm anh đều nhìn em, cho nên em được nước làm tới. Bây giờ em lôi cái chuyện mà anh không bao giờ muốn nhắc tới ra làm trò đùa. Em quá đáng lắm rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì hả? Em đào bới những vết thương của người khác ra rồi em nói xin lỗi là xong sao? Em đã làm những gì? Nói mau! Thì em làm hết tất cả những gì có thể để mong hàn gắn được hai cho con anh đó. Em điên hả? Trúc! Em điên hả? Trời ơi! Anh Toàn! Anh làm cái gì vậy? Em điên hả? Anh bình tĩnh lại đi! Anh nhà anh bình tĩnh lại đi! Đi! Anh bình tĩnh lại đi anh Toàn. Chụp nha. Em xích qua xíu đi. Ê nó nghe nè. Gì? Rồi, mà nhìn kìa. Rồi chụp nha. Ừ. Chụp xong. Quỷ. Chụp người ta. Trời. Cứ ở đó mơ màng đi nha. Vô chụp hình kìa em. Lâu lâu mới có chuyện vui cho em mơ màng chút đi. À không, em đang quá thân vào nhân vật. Bà cứ đứng đó mà khoe riết đi. Mai mốt bị người ta chơi là hết đời luôn. Rồi em biết rồi. Không có khoe nữa được chưa? Lần này là vai phụ, lần sau là vai chính, phải không? Từ từ chị ơi, em cũng còn đang xem xét. Đạo diễn là một, vẫn còn nhà sản xuất nữa làm chi. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà mình làm tốt thì người ta sẽ gọi mình thôi. Ừ, chị mới mốt á, chị được vai chính á, chị nhớ nói người ta cho tôi vai phụ nữa nha. Dạ. Nha. À không, đâu có được. Sao vậy? Sao vậy? Hai chị tự đi casting đi. Trời, khi nào mà có ngày cast á, em chỉ cho nha. Vậy cũng nói chứ. Trời đất ơi, có phải em vậy? Chị ghê vậy? Ờ, coi kỹ lại coi. Nè, để em coi coi. Đúng nó rồi, người mẫu diễn viên Thiên Di dính nghi án dao kéo. Di Di. Dạ. Mọi người qua đây. Ai coi nè. Ai phát lên trên mạng nè. Lẹ lên. Qua đây. Hả? Chuyện gì qua đây. Đâu đâu. Có gì vậy? Để qua đây coi nè. Đây nè, vô đây coi thử coi. Trời ơi. Nhiều lắm. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Đó. Sao còn nhiều dữ vậy? Ôi sao mà hình như đứa đẹp rồi. Thấy chưa? Ghê quá. Tiếp đi. Nè nè nè, tắt lại lên nè. Kéo mình không xíu nữa. Tắt lại lên coi nè. Trời ơi, thấy chưa? Nói rồi mà. Chị Quyên ơi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Chị coi nè. Con Di nó bị người ta đăng hình lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ lên trên mạng nè chị. Trời, rồi sao? Em nghĩ là nó bị người trong nghề chơi rồi đó. Nó vừa nhận được một vai phụ rất là xuất sắc, rồi chuẩn bị đảm nhận thêm một cái vai chính nữa, cho nên bị người ta chơi đó. Trời xấu dữ vậy. Showbiz phức tạp lắm chị. Có vài lần em đi theo nó, cho nên em mới biết đó. Không biết còn nhỏ giờ sao nữa. À, ông Tùng quản lý của nó, em thấy ổng cũng được lắm. Chắc là ổng sẽ có cách giải quyết cho nó. Kiểu này là chết con Thiên Di rồi.
tội nghiệp lắm quá. Nè ủa má, sao không cho con dậy bú đi để nó ngủ hoài chết đói rồi sao? Dạ nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm tối. Nhưng mà con còn no lắm, má cứ ăn trước đi, đừng đợi cơm con. Phải ăn rồi mới có sữa cho con bú chứ. Nè, má thấy con cho con nhỏ bú bình hoài nha, không có tốt đâu. Em bé là phải uống sữa mẹ mới tốt. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhanh lên. Má, con mời má xuống ăn cơm á. Để lâu á, cơm canh nó nguội hết, ăn không ngon má. Đi xuống ăn cơm á. Không. Má đứng đây coi cháu nội á bú sữa xong rồi má xuống. Anh cho nó bú nhanh đi con, nhanh lên. Như vậy á, em bé mới có sức khỏe chứ. Má nói đúng không? Thôi được rồi, em cho con bú ngoan ha. Má, xuống cơm á, đi xuống cơm á. Xuống cơm ha. Em cho con bú ha. Anh đi xuống ha. Con mời má ăn cơm. Nhìn á, ba mẹ như vậy, rồi á, đứa con nó như vậy, nhìn vô á, không khéo người ta nói lượm con ở đâu á. Má nói kỳ vậy má? Bộ tao nói không đúng hả? Con gì đâu mà không giống cha, không giống mẹ, giống ông hàng xóm nào đâu đâu á. Sao lúc nào má cũng suy nghĩ như vậy hết? Con của tụi con sinh ra có thể không giống cha mẹ, nhưng mà giống một ai đó trong họ hàng hai bên. Đây, mang miếng này nè. Đó, con chắc chắn á, con của con lớn lên sẽ giống bà nội nó. Hả? Trời, cứu mà rồi đi so sánh với Phượng Hoàng, tao không thèm nó giống tao đâu. Má, con của con á, từ từ nó lớn lên sẽ giống một ai đó trong họ hàng mình cho má coi. Chắc chắn mà má. Dòng họ nhà bên tao đó nha, tài tử với gia nhân không à, không ai xấu như nó đâu. Sao rồi? Hôm qua anh Toàn, anh định đánh con á. Con chưa bao giờ thấy ảnh vậy hết trơn. Giống như là... Dì đã nói á. Tính ra, dì đã nói với con rồi mà. Làm gì cũng phải có điểm dừng chứ. Nhưng mà con có ý tốt với ảnh mà. Có thật là con có ý tốt không? Mấy dì đừng có nói cho ba con nghe nha. Nhưng mà con ơi, lỡ bác sĩ Toàn quýnh con sao? Không, nhưng mà bác sĩ Toàn đâu có phải là người vũ phu như vậy đâu. Thì ý tôi nói vậy thôi, chứ thật ra thì tôi cũng hiểu bác sĩ Toàn mà. Mà vì chán con ghê vậy đó. Làm Toàn ba cái chuyện gì đâu không à. Bởi vậy á, bác sĩ Toàn ghét con là phải lắm rồi. Dì ơi, nhưng giờ con lỡ leo lên lưng cọp rồi, làm sao leo xuống được? Dì có cách nào giúp con không? Vậy
con chồng tức tôi hả? Hả? Không, thưa đạo diễn. Cái gì cái gì? Có chuyện chút xíu thôi mà em trốn trong nhà như vậy, em làm tôi mất mặt với nhà sản xuất quá. Tôi hẹn em ra mà sao em không ra? Em trả lời cho tôi biết đi, tôi ưu ái em bao nhiêu thì em lại phụ lòng tôi bấy nhiêu? Em nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Không, thưa đạo diễn. Cái gì? Anh bình tĩnh đi anh, chuyện đâu còn có đó mà. Bình tĩnh là bình tĩnh sao? Làm người của công chúng, có một chuyện thị phi chút xíu à mà trốn chui trốn nhủi trong nhà, lỡ có chuyện gì đó động trời to hơn thì sao? Nhưng mà em thấy cái chuyện người mẫu diễn viên sử dụng dao kéo cũng chuyện bình thường mà anh. Chính vì cậu có tài cho nên mới bị người ta chơi xấu đó. Nếu như tôi không thân với cậu thì tôi không có rảnh đâu làm ba cái chuyện này. Mệt. Em cảm ơn anh, nhưng mà Di còn non nớt quá, cho nên anh cố gắng, anh coi có cách nào giúp cô ấy thoát khỏi scandal này. Tôi sẽ có cách để lôi cô ra khỏi cái vũng bùn. Cô yên tâm, cô chờ đó. Cô chờ đó. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Em cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Cảm ơn anh đã giúp em. Anh phải xin lỗi em mới đúng. Chỉ vì ân oán với anh và Lan mà lại lôi em vào những rắc rối không đáng có này. Nhưng mà không có anh á thì em cũng đâu làm được việc gì đâu. Anh nói thật mà, anh sẽ cố gắng giúp em thoát khỏi những rắc rối này. Anh sẽ cho Lan một bài học. Không sao đâu, anh đừng trả thù chị Lan nữa. Chắc chắn là sau này em sẽ còn gặp rất nhiều rắc rối nữa. Em phải học cách giúp mình tự vượt qua nó. Em dễ dàng bỏ qua cho Lan vậy ha? Chứ anh muốn sao? Ai làm chuyện xấu chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi. Mình không cần phải trả đũa chị Lan đâu. Chính vì vậy mà anh thích em. Cười gì đó? Thì hiểu ra được nhiều điều nên cười. Ra đây, ngồi xuống. Chính cô mang ông ta quay trở lại cuộc đời của tôi thì cô hãy làm cho ông ta biến mất, nghe chưa? Nếu không cô đừng trách tôi. Anh làm gì? Làm cái gì hả? Có chuyện gì hả anh? Hình như con Trúc với thằng Toàn có chuyện gì phải không? Em thấy tụi nó cũng bình thường mà. Anh thấy hình như tụi nó có chuyện xích mích với nhau á, mà em không nói cho anh nghe. Thiệt hả anh? Anh á, anh coi em như là em gái của anh rồi. Thì con Trúc á, nó là cháu của em. Mà nếu như nó có chuyện gì á thì em phải nói cho anh nghe, để em tìm cách anh gỡ cho nó chứ. Nếu em mà làm vậy á là em ác lắm á. Anh thì có, nhưng mà thằng Toàn với con Trúc á, nó đâu có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Anh yên tâm đi, để đó em giúp. Có cái chuyện gì á thì em sẽ báo cho anh liền. Nói thì nhớ đó nghe. Ừ. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cái này ngon lắm á. Đừng buông ra. Em. Lên. Dạ thưa cô, em bị mất quyển vở lịch sử buổi sáng, kiếm không có được nên em không có học. Nguy biện.
Em không học bài, em giơ tay làm gì hả? Em đâu có dơ, thằng này nó dơ nè. Thằng dơ nào mày? Mày dơ đó. Em ngồi xuống. Dạ, đúng rồi đó cô. Kiếm mày kìa. Dạ. Trả lời. Dạ, dạ cô ơi. Ý nghĩa cô, bạn này á, hôm qua mượn vở của em á cô. Làm em muốn học bài mà em học không được luôn á cô. Chép phạt. Cả hai. Em nào trong lớp cho cô biết ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 hả? Nè, vô đi. An. Dạ thưa cô, là ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8 là đã mở ra một bước tiến mới cho nền độc lập dân tộc của nước ta. Và thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã dẫn đến việc khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và điều đó có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc và ý nghĩa rất là sâu sắc đối với quốc tế. Dạ hết. Tốt, rất tốt. Nhưng cô chẳng hiểu tại sao cô giáo chủ nhiệm của em lại kêu cô phải chú tâm em. Cứ như vậy mà phấn đấu nghe chưa hả? Dạ em cảm ơn cô. Tất cả học bài mới. Ủa, hai chị nhìn gì vậy? Đẹp không? Nhìn giống minh tinh quốc tế hả? Thấy mà ghê hả? Gì đâu mà ghê gì chứ. Nhưng mà em vẫn là người đầu tiên đi tiên phong ở khách sạn Danisa mà. Mai mốt giám đốc mà thấy cái đầu em như vậy hả? Cái kêu em cắt trụi lũi luôn. Lúc đó đừng có than ha. Không dám đâu. Em là lễ tân, là bộ mặt của khách sạn mà. Dễ gì mà ông dám cạo đầu em. Bất quá, ông chỉ bắt em đi nhuộm lại thôi. Mà em hấp vào bóng rồi, muốn gì thì cũng phải vài tuần sau em mới nhuộm lại được. Em là em tin hết rồi. Ngụy biện. Trời, người ta nói vậy mà ngụy biện gì? Xin chào mấy chào chị. Chào em. Xin lỗi mấy chị, em tới trễ. Em bị lạc đường. Phải không? Không được ngồi gần nhà, xí ra đi. Ý, tóc đẹp dữ vậy. Tóc mới hả chị? Bởi vậy mới tới, mà nói con nghe có lý ghê. Đúng là người làm nghệ thuật, con mắt cũng tinh tường hơn những người bình thường. Thiên Di à? Dạ. Dù của em sao rồi? Dạ, em cũng không biết tính sao nữa. Nhưng mà em nghĩ không lẽ mình cứ ru rú trong nhà. Đúng. Cho nên em quyết định ra ngoài đường. Ít nhất là cũng gặp mấy chị. Để tám tào lao cho đỡ nhức đầu. Mấy đứa có thư nè. Thư gì vậy chị? Chị mở ra chị mới biết chứ. Thiệp cưới. Mở đi chị. Của em nè. Trời ơi, cái này của em nha. Em ở chung nhà với chị mà bây giờ em mới biết đó. Còn này, em á là em thấy sắp bị tốn tiền rồi đó. Người ta cả đời mới có một lần hả? Mà em sợ tốn tiền là sao? Thiệp cưới đẹp quá à. Tại tụi chị quyết định đột ngột quá cho nên chỉ làm đơn giản thôi, chỉ mời những người thân quen với chị thôi. Em kỳ cục quá vậy, anh mặc bộ gì em cũng bắt trước hết. Ủa, mặc vậy cho người ta biết là mình đang yêu nhau? Mà anh tính hành em á hả? Trời ơi, em làm biết bao nhiêu chuyện tốt cho anh mà anh còn đối xử với em vậy nữa. Em không go by bus mà em đi bằng taxi. Em thích đi với anh mà, thì cứ đi cạnh anh. Không, không đi xe bus. Có đi với anh không? Không, anh đi đi. Đi không? Không. Vậy anh đi á. Trời, đi thiệt vậy hả? Trời, tại sao mà anh muốn xa lánh em vậy? Bộ, ở gần em anh khó chịu lắm hay sao vậy? Bà sướng quá trời luôn á, còn không biết đường mà hưởng phước đi. Ai biết được ổng có âm mưu gì không nữa. Sao tự nhiên hẹn hò? Thấy đáng nghi quá à. Do mày nhờ thì ảnh giúp mày thôi. Nếu mà nghi ngờ thì thôi đừng có nhờ. Bà Lan nói đúng đó. Chứ con trai bây giờ có ai đáng tin đâu. Không thích á thì thôi bà khỏi gặp. Nhưng mà cũng khó nghĩ quá à. Tại vì ổng cũng là người có gia thế. Vậy bà đi đi. Nhưng mà chiều nay á, tôi phải chụp hình cho báo đẹp nữa. Bà lung tung quá à. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, là sao? Ê, cái vụ con Di á, bà xử đẹp ghê. Con nhỏ đó bây giờ không dám vác mặt ra đường luôn. Bà tào lao quá à. Tôi có làm gì đâu. Thôi trễ rồi, bây giờ tụi mình đi đi, để người ta đợi. Dạ, lên đây hả anh? Đúng rồi.
Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy? Đi với tôi. Ủa Trúc, con đi đâu vậy? Trời ơi, con gái của ông Trương mà làm như ai đánh con hay sao mà mặt con chầm dầm vậy? Taxi ở đây đi kiểu gì vậy? Chở con đi vòng vòng hết cái thành phố này á mới tới được đây á gì? Bực bội à? Có cái gì đâu, ba cái đứa taxi á thì nó đi thêm chút xíu để nó lấy tiền thôi mà. Lúc nào cũng ra vẻ là mình bị hại. Thôi con đi shopping với dì nha. Đi. Em mới làm ra hả? Ừ. Tuần tới anh phải đi công tác vài ngày, không có anh em ở nhà có ổn không? Hay là để anh kêu bạn anh tới nha? Thôi không sao đâu, với lại em cũng phải đi dự đám cưới của chị Quyên ở Vũng Tàu mà. Anh không nhớ hả? Ờ trời ơi, mấy bữa nay công việc anh lu bu quá, anh quên mất tiêu rồi. Thôi nếu mà anh bận công tác rồi thì thôi không sao. Đương nhiên rồi, nhưng mà chắc chị Quyên sẽ có một chút buồn. Trường hợp bất khả kháng mà, biết sao bây giờ. Thôi đi nha. Bye bye. Ủa anh, mấy bữa nay anh bệnh hay sao mà không thấy đi làm? Người gì mà kỳ thế sợ, người ta quan tâm mà làm lơ luôn vậy đó. Như vậy là sao hả anh? À, có thể bản hợp đồng này đối với em hơi sốc, nhưng mà ở nước ngoài trước khi đám cưới thường có một bản hợp đồng tiền hôn nhân, và anh đã cố gắng soạn ra bản hợp đồng này để có lợi cho cả hai chúng ta. Em xem thử xem. Em cũng không rành về cái này cho nên em không có ý kiến. Nếu như em không đồng ý chỗ nào thì anh sẽ sửa lại. Với lại các điều khoản trong này đều có lợi cho em hết đó. Anh Johnny à, em thấy mình chưa đủ tin tưởng nhau hay sao mà phải cần tới một bản hợp đồng? À... Quyên à, không phải là anh không tin em, mà là anh không tin anh. Cuộc hôn nhân 10 năm vừa qua đã làm cho anh mất hết tự tin. Cho nên anh đã thảo ra bản hợp đồng này để ràng buộc mình, để mình không trốn chạy, để giải quyết những khó khăn trước mắt cho cuộc hôn nhân sắp tới. Nhưng mà nếu như em không đồng ý thì em hủy nó đi. Em đồng ý. Thời gian sẽ quên thôi những
nhau trong ký ức, tìm lại nhau nơi sâu.